Tối ngày 6 tháng 6, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Vũ Tuấn, sinh năm 1985, trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, về tội trộm cắp tài sản. Ngày 4 tháng 6, anh T đặt một kiện hàng gồm 90 chiếc điện thoại iPhone trị giá gần 1,1 tỷ đồng, gửi về văn phòng số 236 đường Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên, khi anh T đến nhận hàng thì được biết đã có người giả danh đến lấy kiện hàng. Sau 24 giờ điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng gây ra vụ trộm là Trần Vũ Tuấn. Tuấn khai nhận từng là nhân viên sửa chữa điện thoại của anh T. Do nợ nần nên Tuấn đã mạo danh chủ hàng để nhận hàng. Hiện cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng giao cho chủ hàng. Thực hiện chỉ đạo của ngành thuế, Cục Thuế Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tính đến nay, 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng các giải pháp xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng. Sau thời gian làm quen, tới nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Thanh Hóa đã nhận thấy lợi ích thiết thực, đặc biệt đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, khởi tạo từ máy tính tiền. Việc xuất hóa đơn thuận tiện, nhanh chóng, chỉ cần khách hàng có căn cước công dân, không nhất thiết phải nhớ mã số thuế. Trong 3 tháng sử dụng phần mềm, đơn vị cảm thấy cực kỳ nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng và thuận tiện cho kế toán thuế của công ty. Tôi nhận thấy việc lắp hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng có hiệu quả trong công tác quản lý đầu vào đầu ra của công ty. Để bảo đảm tính đồng bộ, công bằng trong thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng đối với kinh doanh xăng dầu, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung rà soát, xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua, đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát việc xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho các cái doanh nghiệp và người dân họ nắm bắt kịp thời về cái chiến dịch của chính phủ để vào cái cuộc trong cái cải cách về chuyển đổi số. Cơ quan thuế đã có những cái đường dây nóng phục vụ 24/7 đối với những cái việc triển khai này, cũng như là giới thiệu các cái nhà cung cấp dịch vụ có uy tín để mà thực hiện cái việc triển khai cái hóa đơn điện tử trên máy tính tiền này. Tới nay, 100% cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại Thanh Hóa đã áp dụng giải pháp xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền sâu rộng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng bộ thực hiện theo đúng tiến độ đề ra. Thưa quý vị, nếu như trước đây do giao thông cách trở, đời sống khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao tỉnh Hà Giang còn gặp nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số. Với sự nỗ lực của ngành y tế thì những năm gần đây, bà con được tiếp cận với các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản ngay tại thôn bản, qua đó góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Lần đầu mang thai nên Lầu Thị Máy còn chưa hiểu rõ về quá trình chăm sóc thai nhi. Nhưng được các y bác sĩ hướng dẫn, thăm khám thường xuyên tận nhà nên Máy rất an tâm. Lúc được thăm khám thì cảm thấy là yên tâm hơn, với lại đỡ lo lắng về sức khỏe của con hơn. Nếu mà ở nhà thì mấy bà thường với được cái nào mà nó rảnh ở đấy thì mấy bà lấy để mà cắt dây rốn cho con, thì sợ là con nó bị viêm. Thế nên là thường xuống huyện, bệnh viện huyện hoặc là ra trạm nhiều thôi. Trước đây hầu hết chị em phụ nữ ở các bản đều sinh đẻ ngay tại nhà, mời thầy mo, thầy cúng làm lễ, sinh đẻ tự nhiên. Tuy nhiên từ hơn 10 năm nay, chương trình y tế thôn bản và cô đỡ thôn bản được thực hiện tại Hà Giang. Các ca sinh đẻ tại nhà đều được tư vấn, khám thai và chăm sóc tốt. Vì vậy hạn chế được rất nhiều rủi ro cho các sản phụ và trẻ sơ sinh. Mong muốn rằng là sẽ tiếp tục phát triển, bởi vì bây giờ cái mô hình cô đỡ thôn bản thì là rất là hiệu quả đối với lại các cái thôn bản vùng sâu vùng xa. Khi mà bà có bà mẹ đưa con đến không kịp đưa đến trạm y tế thì là cô đỡ thôn bản đã được tập huấn, được đào tạo, bởi vì cũng có thể là hỗ trợ cho các bà mẹ có con nhỏ trong công tác sinh nở nói chung. Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống y tế thôn bản, công tác khám chữa bệnh cho bà mẹ và thai nhi trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được nâng lên rõ rệt. Với lực lượng chăm sóc sức khỏe đến tận thôn bản đã góp phần làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe,
tạo sự hài lòng cho người dân.